chào mừng bạn đến với kênh của mình. Bạn nhớ like, comment để ủng hộ mình và đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật những video mới và hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn. 10 chiếc xe limousine kỳ lạ nhất thế giới. Limousine là dòng xe sang trọng và thường có chiều dài lớn hơn các loại xe thông thường. Tuy vậy, nhiều nhà thiết kế vẫn chưa hài lòng với kích thước đó. Ngồi trên những chiếc limousine khổng lồ mang lại cho bạn cảm giác thích thú, vì thường thì ai cũng phải ngoái nhìn khi xe đi ngang qua. Một số xe được sửa lại để chở các nguyên thủ quốc gia, trong khi đó, những chiếc khác được độ lại chỉ vì sở thích kỳ lạ của chủ nhân. Và bạn có thể chưa biết tới, dưới đây là 10 chiếc xe limousine kỳ lạ nhất trên thế giới. 10. Rolls-Royce Phantom Limousine. Dựa trên phiên bản trục cơ sở dài của Phantom EWB Extended Wheelbase, các nhà độ xe đã kéo dài chiếc siêu sang này tới mức 8,5m. Khoang hành khách cách biệt hoàn toàn với khoang lái, 4 người có thể ngồi thoải mái ở hàng ghế sau. Kết cấu thân xe do hãng ThyssenKrupp Draun Nordenfelt đảm nhiệm. Phantom siêu dài tại triển lãm Quảng Châu, những người đam mê xế sang không khỏi thẫn thờ trước vẻ đẹp mê hồn của nó và càng thẫn thờ trước khả năng biến hóa siêu việt của hãng độ đến từ Trung Quốc. Rolls-Royce Phantom trong tiềm thức của nhiều người là đại diện cho sự hoàn hảo, do đó bất cứ ai muốn thay đổi hình ảnh của chiếc xe sang này, đó đều là một sự mạo hiểm. Đặc biệt, việc kéo dài trục cơ sở của chiếc xe như Star Custom đã làm rất có thể sẽ phá hỏng cấu trúc tổng thể của chiếc xe. Phantom từ trước đến giờ vẫn được mệnh danh là người khổng lồ nhờ kích thước lớn hơn rất nhiều so với những mẫu xe khác. Tuy nhiên, chừng đó có lẽ là chưa đủ để thể hiện cái tôi cá nhân của một đại gia đến từ Thiểm Tây, người đã đặt hàng chiếc Phantom đặc biệt này với giá 2,36 triệu USD. Chiều dài cơ sở của xe được kéo dài thêm gần 5m, lên đến 8,5m, từ 3,8m. Như vậy, nếu tính tổng thể, chiếc xe này dài xấp xỉ cả chục mét, trong đó riêng phần cây nới trục cơ sở của xe cũng là phần khó nhất, đã tiêu tốn của hãng này khoảng 700.000 USD. Không những vậy, chiếc Phantom bản limousine này còn sở hữu hàng loạt các chi tiết xa xỉ khác như ghế bọc da cá sấu, lưới tản nhiệt mã chrome, đồng hồ Thụy Sĩ cùng nắp đựng và nội thất ốp gỗ vụ và gỗ ốc chó. 9. Maybach Landrover. Maybach là công ty sản xuất xe limousine hạng sang của Mercedes-Benz cho đến khi bị đóng cửa vào năm 2013. Mặc dù những chiếc limo bọc thép của hãng được coi là an toàn và sang trọng hơn Bentley hay Rolls-Royce từng được sử dụng để làm xe đưa đón của nhiều đời Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, do giá thành quá cao khiến cho số lượng xe bán ra không cạnh tranh được với các đối thủ. Mặc dù vậy, những mẫu xe limousine của hãng vẫn được đánh giá rất cao, trong đó phải kể đến Landrover. Mẫu limousine đã đưa Maybach trở thành thương hiệu xe limo hàng đầu thế giới vào những năm 1920. Chiếc limo này được trang bị với động cơ V12, 612 mã lực, tăng áp kép. Mặc dù không phải một chiếc limo bọc thép với khả năng chống đạn, nhưng chiếc xe này vẫn có giá lên tới 1,4 triệu USD. 8. Chiếc xe Batmobile Limousine. Chiếc limousine đặc biệt này được làm lại phỏng theo chiếc xe của Batman sau loạt phim về người anh hùng này năm 1989 đến năm 1992. Chiếc xe được trang bị tất cả các tính năng đặc biệt mà xe của Batman sở hữu trong các tập phim. Điều đó có nghĩa là nó được trang bị cả hệ thống phóng tên lửa, súng máy. Chiếc xe được trang bị động cơ phản lực V8 Corvette. Chi phí để đưa siêu phẩm này từ điện ảnh ra đời thực và kéo dài nó thành một chiếc limo vào khoảng 4,2 triệu USD. 7. Chiếc xe The American Dream. Chiếc xe limousine đắt đỏ và độc đáo này có tên The American Dream và thuộc sở hữu của một nhà sưu tập xe hơi có tên Jay Albert. Chiếc xe này có giá lên tới 4,2 triệu USD, khoảng 90 tỷ đồng. Giống như hình mẫu chiếc Batmobile trong phim Batman, chiếc limousine có đủ các tính năng như tên lửa tấn công cũng như tách bánh trước và sau, xe trang bị động cơ phản lực V8 Corvette. Chiếc limousine American Dream thuộc sở hữu của nhà sưu tập xe hơi và thiết kế Jay Albert. Đây là chiếc limousine dài nhất thế giới với chiều dài 30,5m và có tới 26 bánh xe. Chiếc xe được trang bị đầy đủ tiện nghi một cách khó tin để đảm bảo rằng đây thực sự là một chiếc xe trong mơ. Danh sách những tính năng đặc biệt của chiếc xe trong mơ này bao gồm một bể sụp nước nóng, một sân phơi nắng, một bể bơi, thậm chí có cả một sân đậu trực thăng. Siêu xe trong mơ này có giá khoảng 4 triệu USD. Tuy nhiên, để di chuyển chiếc xe này trong thành phố hay qua những khúc cua thì quả là điều vô cùng khó khăn bởi chiều dài không tưởng của nó. Thậm chí, trên xe có một phòng để nướng đồ ăn, bể bơi, giường cỡ lớn và nhiều tiện nghi khó tin. 6. Chiếc xe Million Euro Mini. Million Euro Mini là cách gọi theo giá trị của chiếc xe, còn tên thật của nó là Psychedelic Glamour. Nhà tạo hình nên tác phẩm này là Juhan Loesop ở công ty Methane Hammer.
vốn nổi tiếng với rất nhiều chiếc xe khác thường. Chiếc xe mini limo này được trang bị nội thất bằng vải nhung lông với một màn hình Philips Ambilight Fine Diamond 47 inch LCD. Bên cạnh đó là 70 chiếc monitor TFT, 30 cảm biến đỗ xe và 20 chiếc camera hỗ trợ đỗ xe bên trong. Ngoại thất ấn tượng nhất là các bánh xe, mỗi bánh bao gồm 100 nan hoa bằng vàng. Ở giữa mỗi bánh xe là một viên pha lê Swarovski kích thước lên tới 8cm. Kính cửa sổ phía trước được phủ một lớp phim bằng vàng, khoảng 50g vàng được dùng để tạo lên mỗi tấm này. Toàn bộ thân xe được đính khoảng 1 triệu viên pha lê Swarovski. Chiếc xe này đã từng là ngôi sao trong cuộc triển lãm xe hơi quốc tế Ride International Motor Show Auto Estosica tổ chức hồi tháng 4 năm 2008. Với giá 1 triệu euro, Mini Limo đã trở thành chiếc xe đắt nhất lúc bấy giờ. 5. The Midnight Rider. Đó là một chiếc xe đầy đủ tính năng của xe limousine với thiết kế 3 phòng khách, 1 quầy bar và 5 chiếc TV. Chiếc xe đã được cấp phép hoạt động trên đường cao tốc Mỹ. Chủ sở hữu của chiếc xe, bà Pamela Bartholomew Machado cho biết, nó giống như một câu lạc bộ đêm đi du lịch, mặc dù nó được xếp vào hàng xe limo, và The Midnight Rider được tạo ra để mang lại cảm giác của những ngày đi du lịch trên những toa tàu sang trọng. Những người may mắn và đủ khả năng chi trả 1.050 USD cho một giờ thuê xe sẽ được phục vụ bởi 2 lái xe, một chiêu đãi viên, một chuyên gia và một người phục vụ. Chiếc Midnight Rider ban đầu được hình thành và được thiết kế vào năm 1986. Sau một số phiên bản ban đầu, cuối cùng nó đã được thông qua và chế tạo vào tháng 3 năm 1997. Họ đã phải mất 7 năm để hoàn thiện chiếc xe này. Chiếc xe này được cấp phép của Ủy ban Tiện ích Công cộng và được điều hành quản lý bởi Iron Tree như một chiếc xe kéo nhãn limousine và đã được đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2005. Cặp vợ chồng Machado đang lên kế hoạch sẽ tạo ra 4 chiếc xe nữa. Mỗi chiếc sẽ có một chủ đề khác nhau và chúng tôi cần được bảo hiểm trên toàn bộ nước Mỹ và chúng tôi cần nhiều hơn các Midnight Rider như thế, bà Machado nói. Trước đó chưa có kỷ lục Guinness cho danh hiệu xe limousine nặng nhất thế giới. 4. Mercedes S600 Pullman. Hãng xe Đức giới thiệu phiên bản bọc thép mới của Mercedes Maybach S600 Pullman gọi là Wood. Mẫu xe chống đạn mới này sẽ ra mắt tại Paris Motor Show 2016 và đến tay khách hàng vào cuối năm 2017. Để sở hữu, chủ nhân phải chi ra 1,56 triệu USD. Maybach S600 Pullman Wood đạt chứng nhận khả năng chống đạn VR9 cho kính và thân xe theo tiêu chuẩn của VPAM. VR9 hiểu một cách cơ bản nhất có nghĩa là S600 Pullman Wood có khả năng kháng tất cả các loại vũ khí nhỏ và có thể chịu được các thiết bị nổ, vỡ vụn cũng như thiết bị nổ bắn ở cự ly gần. Mẫu xe bọc thép còn chịu được công phá của 15 kg thuốc nổ TNT với khoảng cách 2 m. Để bảo vệ người bên trong, hãng xe Đức bọc nhiều lớp thép khiến Maybach S600 Pullman Wood có trọng lượng lên đến 5,1 tấn. Xe còn trang bị thêm động cơ điện, trợ giúp nếu động cơ xăng gặp trục trặc. Tấm ngăn khoang lái và khoang hành khách được gia cố thêm. Mercedes trang bị cho Maybach S600 Pullman Wood động cơ 6 lít V12, công suất 523 mã lực, mô men xoắn cực đại 853 nanomet. Bên cạnh Maybach S600 Pullman Wood, hãng xe Đức cung cấp thêm phiên bản Maybach S600 Wood đạt chứng chỉ chống đạn VR10 giá 524.000 USD. 3. The Beat. Kể từ năm 2009, The Beat được sử dụng để đưa đón các tổng thống Hoa Kỳ, được xem là chiếc xe tăng đẳng cấp nhất thế giới. Trong đoàn xe của tổng thống có tổng cộng 12 chiếc xe Cadillac và 3 chiếc được sử dụng thường xuyên. Chiếc xe chở tổng thống được gọi là Cadillac One. Thông thường, một chiếc Cadillac limo có giá khoảng 300.000 USD, nhưng chính phủ đã đổ vào hơn 3 triệu USD để đảm bảo an toàn cho tổng thống. Xe nặng 8 tấn, cánh cửa dài 20cm và nặng 8 tấn, tương đương với cánh cửa máy bay Boeing 747. Chiếc xe Cadillac hiện được dùng để chở tổng thống Donald Trump, có hệ thống vũ khí tối tân, bao gồm khẩu pháo khí, súng ngắn và có cả chai máu cùng nhóm với máu của ông Trump để dùng trong trường hợp khẩn cấp. 2. Limobile. Xe mô tô Harley Davidson được độ lại thành chiếc Limobile có thể chở được 8 người. Chiếc xe này được đặt hàng bởi công ty du lịch Wi-Fi Tour ở thành phố Queensland, Australia. Nó được sử dụng để vận chuyển du khách tham quan thành phố hoặc sử dụng trong các sự kiện đặc biệt. 1. Tang Limo. Công ty có trụ sở tại Anh, Tang Alot đang sở hữu một chiếc limo cho thuê với giá 5.000 USD trên một ngày. Chiếc xe bọc thép thường được đặt cho các đám cưới và tiệc sinh nhật. Trước đây, chiếc xe này từng được dùng trong quân sự, sau đó sửa chữa lại bằng cách thêm cửa sổ để ánh sáng lọt vào nhiều hơn.
The Sultan of Brunei Custom Rolls Royce. Ông Hassanan Bolkiah đến từ Brunei là một trong những người sở hữu bộ sưu tập xe hơi lớn nhất thế giới, trị giá hơn 4 tỷ đô la. Theo ước tính, người đàn ông này có hơn 7.000 chiếc xe hiệu năng cao, trong đó chiếc limousine Rolls Royce Silver Spur là mẫu xe độc đáo và lạ thường nhất. Chiếc xe được mạ vàng 24 carat tinh khiết, nắp bánh xe và các bộ phận khác cũng được trang trí bằng vàng. Kết quả là giá trị của chiếc xe lên đến 14 triệu USD. Khi một trong những người con trai của Sultan, hoàng tử Al-Mutadeh bin L, kết hôn năm 2004, chiếc xe này đã diễu hành suốt 8 km của thủ đô Brunei, theo đó là 103 chiếc limousine. Jet Limo. Đây là một chiếc xe buýt hay là máy bay? Jet Limo là một chiếc limo kết hợp với máy bay phản lực do một người đam mê hàng không sáng tạo bằng cách kết hợp xe buýt Mercedes với Boeing 727. Chiếc xe dài 16m này có sức chứa 50 người với tính năng hệt như trên máy bay với TV và quầy bar. Ngoài ra, xe còn có hệ thống sản xuất sương mù và ánh sáng nhấp nháy hệt như trên đường băng. Xe có giá thuê 100.000 USD mỗi tháng hoặc bán với giá 1 triệu USD. Chào mừng bạn đến với kênh của mình. Bạn nhớ like, comment để ủng hộ mình và đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật những video mới và hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn.